Chào cả nhà thân yêu, rất vui được gặp lại cả nhà trong video hôm nay của chú Phương nha. Cả nhà ơi, thì hôm qua là ở quê Phương á, bà con đang chuẩn bị kết thúc mùa nước nổi để mà mình chuẩn bị vào cái vụ mùa mới. Thì hôm qua ở quê Phương bắt đầu kéo lưới cá trên đồng rồi, chỉ kéo một lưới thôi để mà đợi đến khi mà mình bơm nước cạn hết ở trên đồng ở phía sau lưng Phương nè, cạn xuống hết, lội bò lên hết luôn, thì lúc đó mới mình mới bắt cá lại lần hai nữa. Thì hôm qua kéo á, là động cá rất là nhiều, cá nó sợ á, cái nó chạy tán loạn hết trơn à. Phương á, thì mấy cái bẫy của mình đặt từ đầu mùa tới giờ á, ở phía ngoài chỗ mấy cái con mương ở cạnh ruộng á cả nhà, mẹ nói với Phương là chắc là sẽ có dính này, tại nó động thì nó chạy xuống với mấy vùng nước sâu. Thì nay hai mẹ con mình, mẹ đang chống sượng nay hai mẹ con mình tranh thủ trời vừa mới sụp nắng xuống luôn, mình mang cái hào với cái gỗ đang chống xiết xiết vào mãi để mình thăm mấy cái bẫy. Cũng sắp hết mùa nước nổi rồi cả nhà, một năm chỉ có một lần thôi. Dạ, mời cả nhà cùng theo Phương mình thăm dến cuối mùa nước nổi nha. Tới nửa tháng nữa, 10 ngày nữa, 10 ngày, 15 ngày nữa là chuẩn bị bơm nước xả lúa lại. Lúa lại là thành vụ này là thành vụ đông xuân. Vụ đông xuân. Ở quê Phương thì mình sẽ làm lúa hai vụ, vụ đông xuân với vụ hè thu. Ủa sao con nghe giống mưa đang ào tới quá vậy mẹ? Thiệt mà, chết rồi cả nhà ơi, mưa đang ào ở phía bên kia, chỉ nghe thui trơn rồi kìa. Phương đang nghe ào 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 ở bên này luôn á, chết rồi sao không vậy? Sao đâu, mình cứ đi đi, chừng nào mưa tới rồi tính tiếp cả nhà, chứ giờ mình đi cũng khá là xa nhà rồi, ra tới gần tới đầu gừng rồi nè, để Phương chuyển cam lại cả nhà. Mình sắp tới đầu gừng rồi nè, con trắng với con sùng nó đang đi trên đó, mưa chuyển rồi, mình nghe góp học luôn rồi, đang thui chân một vùng ở đây rồi cả nhà. Thời đợt ẩm á cả nhà, đâu thấy cái bờ đó đâu đúng không? Giờ bắt đầu mình thấy nước nó rút từ từ rồi đó, có lội cái bờ lên rồi. Đi qua hướng này hả nè, mẹ chống ở đây hả? Mưa hả? Ôi, kìm lại. Phải vượt qua cái đám này nữa. Vượt qua cái đám cỏ này nữa mới được. Không sao, có gì con lấy cái thao con che. Che điện thoại. Rồi có gì lấy thao che điện thoại. Mưa tới rồi. Trời, vừa mới thấy trời sụp nắng xuống luôn. Hôm nay 3 giờ hơn à, là trời sụp nắng rồi. Phương nghĩ là rồi, tới bên luôn rồi. Rồi rồi. Rồi rồi mẹ ơi. Ôi, bây giờ mình phải lấy cái thao mình che nha cả nhà. Mưa tới quá trời mưa luôn. Hồi nãy là mình đi trời không có mưa. Ôi giờ mình cũng phải kén cố gắng chứ sao giờ tới nhà ơi. Mưa tới rồi mình. Kén cố gắng mình lại mình thăm cái này rồi rồi mình chạy vô nha cả nhà, mình lỡ đi rồi. Ôi, ôi má ơi. Dạ. Nó nghe. Nó nghe. Bon bon không, nước mưa nó nhiễu trên cái thao á. Thank you.
nặng đi con ơi. Gán nè, lấy cái thang tre nè cả nhà. Con lấy cái chùm này nhét vô trong đây. Nhét vô đựng cho cá nó chạy vô hả? Coi chừng cá chót á. Cá chót á. Bự không? Dạ xíu. Ủa nãy thấy con gắn rồi ta. Hả? Con gắn. Gắn vậy? Con gắn ngay nè, đâu tiêu vậy? Đây. Cái gì cá? Nè nè. Cái gì cá? Không. Ừ. Cá con. Yeah. Cái đầu nó bắt lên cho cái nhà coi. Đây. Đây là con gắn cá con rồi đấy nha. Nó có sọc 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 trên người nữa nè. Con này thì nó không có độc nhưng mà có điều nó hung dữ dữ lắm luôn á, nó cắn mình là dính răng luôn chứ nó không có độc. Cũng đẹp thế nè. Ừ. Đã nhỏ quá mà không thả nha. Ừ. Đúng rồi, thả qua bên đây nè, bên chỗ trống trống là cho lội đi. Yeah. Ừ. Rồi, con đặt cái đó qua thăm cái bên kia luôn ơi. Hả? Thăm cái bên kia luôn. Ừ, đúng rồi, quên cái bên đây cũng một nữa. Ừ. Con gì vậy? Sao? Trời ơi trời, hết hồn quá chứ. Hết hồn nè. Ôi con sâu xanh. Thấy ghê không? Ừ. Sao con muốn á? Thank you.
Rồi đi, qua cái bên kia. Ừ. Cho mưa nước tiện nội nha cả nhà, có ồn cả nhà thông cảm ha. Xe lạnh luôn.
nó nhiễu hột lên cái thau rồi gắt rồi. Ai cả nhà ơi, quả của mình hôm nay quá trời trúng lớn luôn. Hôm qua một trận, hôm nay một trận mưa nữa. Bởi vậy á, Phương hay cứ hay video, Phương hay nhắc với cả nhà là cứ mà trời mưa là ấy của mình sẽ trúng. Mà đợt này trúng lớn thác lát này là nhờ là chắc hôm qua kéo lớn thế mẹ. Ờ, cái lớn nó gom xuống trên cổ, nó gom xuống xuống mưa. Cái nó vô để mình tắt nước ra bớt có cái sạc gần nữa nè, tắt nước ra bớt thì cái này để xem. Tại mình tỉnh là đổ vô thao á, trời mưa tới cái mẹ mình che thao rồi, đỡ mưa rồi đó mẹ. Mỏi tay không, để thao xuống đi. Nó nhiễu hột không? Lâm găm không sao đâu hả? Lâm găm không sao đâu, để đợi luôn nha. Yeah. Không, nó nhiễu vô camera rồi sao? Nó nhiều quá luôn nè mẹ. Nè cái nhà, từ quan này nè, từ quan này hai con đó, dài tới đó. Gì à? Hay quay cái gì vậy? Nó làm mệt hết, chứ sợ mình sợ nó văng vô điện thoại rồi. Mà nó cứ tung té hoài quỷ vậy. Để lên thang này cho nó yên. Yeah. Đó, thành quả hôm nay của mình được đầy khoan luôn cả nha. Đây nè, cái thao này không? Dạ. Thao nào bỏ vô. Bỏ vô luôn ha. Lấy gỗ vậy rồi. Ừ, đúng rồi. Thao mình gom lại cho em dễ nhìn nha cái nhà. Này mẹ con lụm này bỏ vô luôn. Đó. Này mẹ con cá ha. Cá này con cá mà. Cá chép. Chép. Chép vàng. Nó để lại nó nhảy quá. Hai cái lồng nhỏ cả luôn. Con cá cua biển nữa kìa mẹ. Hả? Cua biển à? Ờ, cua biển nhỏ hả? Dạ. Nhỏ thả đi con ơi. Dạ. Ôi, mấy nhỏ 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 hết. Dạ, giờ bắt đầu mình vô mình lựa cá ra mình đi căng luôn cả nhà ơi. Căng sắp phát nha cả nhà. Đây thành quả hôm nay của mình. Còn luôn đó nha. Còn ở dưới mớ nữa nha. Còn dưới mớ nữa. Thành quả của mình nè. Cả nhà xem đến đây nhấn cho hai mẹ con mình xin một lượt like và đăng ký để ủng hộ những chuyến đi kế tiếp của hai mẹ con mình nha. Cảm ơn cả nhà rất nhiều. Hẹn gặp lại mọi người sau.